Xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta lại gặp nhau trong chương trình giờ thứ 9. Thưa quý vị, giữa cuộc sống với vô vàn sự khắc nghiệt này, thì điều đáng quý hơn tất thảy mọi thứ chính hẳn là tình người. Chính những giây phút ấm áp mà con người dành cho nhau đã khiến cho cuộc sống trở nên đáng sống hơn, đáng quý hơn và đáng trân trọng hơn. Vâng, nếu ai cũng như vậy thì thật là điều quá tuyệt vời. Nhưng ở đâu đó trong chốn nhân gian này vẫn tồn tại những con người, những câu chuyện làm đau lòng nhau. Nhất là khi mối quan hệ cần được trân trọng nhất giữa những người ruột thịt lại trở thành mối quan hệ lạnh lùng, dửng dưng và mang lại khổ đau nhiều nhất. Tiếp tục hay không tiếp tục mối quan hệ với những người ruột thịt của mình? Đó chính là câu hỏi mà cô gái trong câu chuyện dưới đây đã đặt cho chúng tôi. Quả thực, chúng tôi cũng vô cùng phân vân khi không biết phải đưa ra lời khuyên nào cho cô. Nhưng chúng tôi mong rằng qua câu chuyện này, cô sẽ nhận được sự đồng cảm của tất cả quý vị khán giả. Xin mời quý vị cùng theo dõi câu chuyện Chối bỏ quá khứ. Mùa đông năm nay thật lạnh. Khi tất cả mọi người đã tan sở, thì tôi mới bắt đầu đóng máy tính, uống ngụm cà phê tối sưởi ấm cơ thể, rồi mới rời công sở để trở về nhà. Tôi, một cô gái 30 tuổi, độc lập tài chính, và tất nhiên rồi, tôi vẫn còn độc thân. Tôi có quen vài ba chàng trai, nhưng chuyện vẫn chưa đâu vào đâu. Tôi chia tay họ một cách chóng vánh. Ba mẹ cũng không giục giã tôi chuyện chồng con, vì họ nói thế nào nhỉ? Họ rất yêu thương tôi, chăm sóc, quan tâm tôi, nhưng họ lại không phải là người sinh ra tôi. Tôi là một đứa con bị trao nhầm với đứa con của chính ba mẹ đã nuôi tôi 30 năm vừa qua, trong bệnh viện do sơ suất của y tá. Đến khi phát hiện ra, thì gia đình huyết thống của tôi đã đi mất rồi. Cô gái ấy chính là đứa em gái út của gia đình chúng tôi. Hiện tại, chúng tôi cũng đang ở cùng một cô gái bằng tuổi em. Chúng tôi cũng nuôi nó từ nhỏ và cũng biết rằng nó không phải là người con ruột của gia đình. Thế nhưng gia đình tôi vẫn nuôi nó đến tận bây giờ. Gia đình tôi không phải khá giả gì cho cam. Bố mẹ tôi mưu sinh bằng việc bán hàng ở vỉa hè. Cả gia đình sống chung trong một ngôi nhà cấp 4 chật hẹp, ẩm thấp bên rìa thành phố. Ấy vậy, cuộc sống vốn dĩ đã quá quen thuộc hay sao mà gia đình chúng tôi cũng không thấy quá đỗi khó khăn. Tôi được ba mẹ hiện tại nuôi nấng một cách rất tử tế. Bà mẹ còn có một người con ruột khác là chị gái. Bản thân chị cũng luôn coi tôi như một đứa em ruột. Tôi không hề hay biết mình không phải con đẻ của gia đình cho đến ngày tôi vừa tròn 18 tuổi. Đó là khoảnh khắc mà tôi không bao giờ có thể quên được. Buổi tối hôm đó, cả ba mẹ gọi tôi ra nói chuyện. Nhìn gương mặt đầy ưu tư của họ mà tôi cảm thấy đôi phần lo lắng. Từ bé đến lớn, chưa bao giờ ba mẹ nuôi giày la quát mắng tôi. Họ vô cùng nhẹ nhàng và giống như người bạn của tôi vậy. Ba nhìn sang mẹ, rồi mẹ lại nhìn sang ba, như chẳng ai muốn nói với tôi cả. Và rồi mẹ bắt đầu câu chuyện. Trời đất như sụp đổ trước mặt em. Em không thể tin nổi những gì mẹ nuôi vừa nói. 18 năm qua, em vẫn sống trong một niềm tin sắt đá rằng mình là một thành viên ruột thịt của gia đình. Hẳn là em không thể ngờ được rằng em lại là một đứa con khác dòng máu và chẳng liên quan gì tới ba mẹ nuôi, đến ngôi nhà mà em sinh sống từ nhỏ tới giờ. Tôi hoàn toàn choáng váng với những gì mẹ nuôi vừa nói. Hóa ra, bao nhiêu năm qua tôi đã sống một cuộc đời không phải của mình. Những người thân thiết của tôi giờ đây lại chẳng là gì của tôi cả. Sao tôi lại rơi vào hoàn cảnh này cơ chứ? Tại sao lại là tôi mà không phải là người khác? Nghĩ tới đó, nước mắt tôi cứ tuôn rơi, chảy dài xuống hai bên gò má. Mẹ nuôi ôm tôi vào lòng và nói rằng bà mẹ vẫn luôn yêu thương tôi, sẽ luôn luôn như vậy, nhưng bà muốn tôi biết được nguồn cội của mình. Ngay từ khi em còn đỏ hỏn,
ba mẹ nuôi cũng đã đi tìm đứa con thất lạc khắp thành phố. Cứ có thời gian rảnh là họ lại đi hỏi han mọi nơi, nhưng kết quả vẫn là con số không tròn trĩnh. Chẳng có một tung tích tăm hơi nào về đứa con ấy cả. Có lẽ vì gia đình tôi sống tại nơi tập trung người lao động, còn gia đình mẹ nuôi của em, dẫu sao họ cũng là công chức, sống ngay tại khu phố cổ của thủ đô, nên chắc họ không nghĩ đến tìm đứa con ruột của mình ở một nơi tối tăm như vậy. Từ năm đó đến ngày hôm nay, khi biết sự thật về thân phận của mình, bà mẹ nuôi đối xử với tôi không có gì thay đổi. Vẫn tình yêu thương ấm áp, vẫn sự chở che ân cần, vẫn là những bữa cơm nóng hổi chờ đợi tôi đi làm về mỗi tối. Đôi lúc tôi còn quên mất rằng mình cần phải đi tìm ba mẹ ruột của mình. Có thể tình yêu ba mẹ nuôi dành cho tôi là đã quá đủ đầy rồi, nhưng tôi hiểu nỗi lòng ba mẹ nuôi. Chính ba mẹ cũng luôn khát khao tìm thấy đứa con ruột của mình. Hiểu lòng ba mẹ, cứ lúc rảnh, chúng tôi lại cùng nhau lang thang khắp thành phố để tìm kiếm, hỏi han. Nhưng chẳng có một tung tích nào cả. Nhiều khi, chúng tôi cũng muốn dừng lại cuộc tìm kiếm. Ấy vậy mà, mỗi đêm khi nằm ngủ, ai trong chúng tôi cũng cảm thấy day dứt khi chưa tìm được nguồn gốc của mình. Chính vào giây phút tuyệt vọng nhất, cảm tưởng như cả gia đình em đã lùng sục cả thành phố mà chẳng có một kết quả khả quan nào, thì điều không tưởng đã xảy ra. Trong một lần tình cờ, em ghé qua gánh xôi nhỏ của chúng tôi ăn trong lúc chờ đợi mọi người ở công ty đến thăm một đồng nghiệp. Em đã nhìn thấy hai chiếc vòng có số đeo của trẻ sơ sinh mà mẹ chúng tôi lúc nào cũng đeo trên người, trùng khớp với chiếc vòng ba mẹ nuôi em đang giữ. Hẳn nhiên, mẹ tôi cũng đau đáu tìm cho được người con mà bà thất lạc ngay từ khi mới sinh ra. Tuy nhiên, vì cuộc sống mưu sinh khó nhọc, bà chẳng có thời gian để mà đi tìm kiếm em. Vậy nên, lúc nào bà cũng đeo chiếc vòng trên người, những hy vọng một ngày nào đó sẽ tìm ra em. Và ngày đó cuối cùng cũng đã đến. Mắt tôi rưng rưng đầy xúc động. Nhưng rồi, tôi cũng cố kìm nén lại, bình tĩnh hỏi bà bán xôi về chiếc dây đeo số của trẻ mới sinh mà bà treo lúc lắc nơi cặp quần. Bà kể lại câu chuyện giống hệt như câu chuyện mẹ nuôi kể với tôi. Cũng là chuyện xảy ra cách đây 30 năm và vào đúng ngày sinh nhật của tôi. Ôi, vậy là đúng rồi. Không thể nào có chuyện trùng hợp một cách tình cờ như vậy. Thấy tôi nhìn bà đầy xúc động khi nghe bà kể chuyện, dường như bà không hiểu tôi là ai mà lại có thứ cảm xúc lạ kỳ như thế. Thế rồi, chẳng để bà chờ đợi lâu hơn, tôi lấy từ trong túi ra hai chiếc dây đeo số trùng khớp với hai chiếc bà đang đeo trên người. Khỏi phải nói, mẹ tôi ngạc nhiên như thế nào. Có lẽ khoảnh khắc ấy, bà đã nhận ra rằng cô gái đang ngồi trước mặt bà chính là người con gái bà bị thất lạc bấy lâu nay. Bà không quá đau đáu việc đi tìm đứa con gái ruột, nhưng khoảnh khắc gặp lại người con do chính mình sinh ra hẳn cũng làm bà xúc động. Bà cứ nhìn em rồi ôm chầm lấy em vào lòng mà khóc. Bà nói bà có lỗi với em vì suốt những năm tháng qua đã không chăm sóc em. Bà hứa từ giờ bà sẽ làm tất cả để bù đắp cho em. Giây phút ấy tôi hạnh phúc lắm. Cuối cùng, điều canh cánh trong lòng tôi bấy lâu nay cũng đã thành hiện thực. Tôi đã tìm ra người thân sinh ra mình rồi. Rốt cuộc, từ giây phút này, tôi đã có một gia đình thật sự của mình. Tôi mừng vui khôn xiết, chạy vội về nhà báo tin cho bố mẹ nuôi tôi hay. Rồi nhanh chóng, tôi đưa họ tìm đến ngôi nhà mẹ đẻ của tôi, để ông bà có thể gặp lại người con gái mà ông bà đã tìm kiếm không ngừng suốt 30 năm qua. Chắc hẳn em và ba mẹ nuôi sẽ không thể hình dung được cuộc sống cơ cực của chúng tôi trong ngôi nhà rột nát đâu. Và chắc họ cũng không tin được người con gái họ tìm kiếm ấy lại là một cô gái giang hồ, không được ăn học đàng hoàng. Phải rồi, bố mẹ tôi lo nuôi cơm còn không xong thì lấy tiền đâu ra mà cho chúng tôi ăn học tử tế. Vì thế mà anh em chúng tôi đã trở thành những người con của xã hội từ lúc nào không hay.
Chúng tôi cũng chẳng có nghề ngỗng gì nên hồn. Đứa con gái thất lạc của gia đình họ thì bấu víu vào bọn đàn ông để sống qua ngày. Còn tôi thì cứ lang thang, thó được cái gì thì bán lấy tiền tiêu cái đó. Thiếu thốn quá lại vay mượn. Nói chung là cuộc sống của chúng tôi khác xa với cuộc sống của gia đình bố mẹ nuôi của em. Lần mò mãi theo địa chỉ mẹ ruột đưa, cuối cùng chúng tôi cũng tìm được đến nơi. Trước mắt chúng tôi là một ngôi nhà trong xóm chợ. Xung quanh cũng toàn là những người lao động vất vả. Ngôi nhà khá chật chội, ẩm thấp. Thế nhưng tôi hoàn toàn không có một chút suy nghĩ nào về gia cảnh của bố mẹ ruột mình. Tìm được họ là tôi vui lắm rồi. Nếu họ khó khăn thì giờ sẽ là lúc tôi báo hiếu cho bố mẹ mình. Gì chứ, với khả năng tài chính của mình, tôi tin rằng tôi thừa khả năng chuyển chỗ ở cho họ và nuôi họ từ giờ đến những ngày cuối đời. Không hiểu cô em ruột của tôi lấy đâu ra nhiều niềm tin vào bản thân mình đến vậy. Nhưng dù sao cũng cảm ơn em đã xuất hiện đúng lúc, đúng vào lúc gia đình tôi thiếu thốn nhất. Rồi dần dần em sẽ được nếm trải tất cả. Còn giây phút này, em cứ việc tận hưởng cảm giác hội ngộ hạnh phúc. Tìm được ba mẹ, tìm được nguồn cội của mình, đó chẳng phải là việc lớn của một đời người hay sao? Dù là một kẻ vốn khá lạnh lùng, nhưng tôi cũng có chút xúc động khi gặp lại em gái ruột. Và có lẽ xúc động nhất là đứa em này lại có nguồn tài chính quá dồi dào, khác hẳn với đứa em nuôi vô tích sự kia. Tôi và ba mẹ nuôi bước vào phòng khách. À, mà cũng chẳng thể gọi đó là phòng khách được. Chỉ là một khoảng không gian nhỏ, được ngăn với phòng ngủ bên trong bởi một chiếc rèm vải. Chúng tôi ngồi xuống và nói chuyện. Câu chuyện thật quá đỗi khó tin. Ngay cả tôi là người trong cuộc, ngay khi tôi đã biết nó hơn chục năm về trước, khi đối diện với sự thật ngay trước mắt này, tôi cũng còn thấy đầy bất ngờ. Nhìn gương mặt bố mẹ đẻ tôi thấy họ là người lam lũ vất vả, trông có vẻ già hơn nhiều so với tuổi. Chắc hẳn cả quãng đời phía trước, họ đã gặp quá nhiều khó khăn. Lúc ấy, tôi nguyện sẽ thay đổi cuộc sống của ông bà. Tôi sẽ bù đắp cho họ tất cả những thiếu thốn trước đây họ chưa từng biết tới. Đúng lúc ấy, đứa em gái nuôi tôi trở về nhà. Nó đã biết trước câu chuyện, biết trước rằng ngày hôm nay nó sẽ được gặp ba mẹ ruột của mình. Chắc hẳn khi nhìn thấy diện mạo bố mẹ mình sang trọng, bảnh bao hơn hẳn người nuôi nó mấy chục năm nay, tôi đoán nó mừng lắm. Chẳng phải nó suốt ngày ca thán số nó hầm hiu, sinh ra trong một gia đình nghèo khó đó sao? Giờ thì nó sắp đổi đời rồi nhé. Bố mẹ tôi mừng lắm khi gặp lại đứa con ruột thịt mà ông bà khao khát đi tìm suốt bao nhiêu năm. Vậy là nguyện ước cuối cùng của ông bà đã trở thành hiện thực rồi. Tôi cũng mừng cho ông bà khôn xiết. Cô con gái với vẻ ngoài khá bất cần, nhưng tôi nhìn thấy tận sâu trong đôi mắt ấy vẫn ánh lên vẻ ấm áp di truyền của ba mẹ nuôi tôi. Nhìn họ nhận nhau mà tôi cũng cảm động thay. Sau ngày hôm đó, cô con gái chuyển về ở với ba mẹ nuôi tôi. Còn tôi dọn khỏi ngôi nhà mình sống từ bé. Tôi mua một căn hộ chung cư khá gần đấy để đón ba mẹ ruột và anh trai về ở cùng. Từ nay, cuộc đời tôi sẽ sang một trang hoàn toàn mới. Tôi vừa có ba mẹ ruột và vẫn có ba mẹ nuôi. Tôi đã nghĩ cuộc đời mình sẽ hạnh phúc và bình yên lắm khi tôi có tận hai người mẹ và hai người ba. Thưa quý vị, 30 năm trước, hai cô gái chào đời bị trao nhầm bố mẹ. Mỗi người sống trong hoàn cảnh khác nhau. Hôm nay, họ đã tìm thấy ruột thịt của mình. Liệu cuộc sống mới của họ ra sao? Xin mời quý vị theo dõi tiếp câu chuyện của chúng tôi được phát sóng trên kênh Lao Động TV vào Chủ nhật tuần này.